Xe đã khóa lại, ngài vào trong xe theo cách của ngài. Sư phụ đã giữ kín về việc ngài đã không sống ở chùa Kim Sơn Thánh Tự. Không ai được biết ngoài trừ các đệ tử thân cận nhất của ngài. Mỗi đêm chúng tôi đưa ngài đến một nơi, và thực sự đó là nơi chúng tôi từng sống, ở khu vực Avenus. Đó là ngôi nhà của ngài. Ngài là chủ nhân và chúng tôi đưa ngài đến đó, và rồi đến đón ngài vào mỗi buổi sáng. Và những gì thường xảy ra vào thời ấy là ngài để chúng tôi thực hành Phật Pháp, tụng niệm kinh chú. Sau khi ngài giảng xong, sau khi hoàn tất việc tụng niệm, mỗi người trong chúng tôi chạy lên lầu tìm ngài, và ngài sẽ đi xuống và vào xe. Một ngày nọ, khi chúng tôi đi lên lầu, nhưng ngài đã không trả lời khi gõ cửa. Vì thế mọi người cứ nghĩ, à, có lẽ ai khác đã đón ngài rồi, hoặc ngài chưa muốn đi. Chúng tôi không thể ước đoán được những gì đang xảy ra, vì thế chúng tôi ra xe để trở về nhà, và thấy sư phụ đang ngồi trong xe. Xe thì vẫn khóa. Quý vị biết không, xe luôn được khóa lại vì đó là khu vực rất nguy hiểm. Và ý tôi là quý vị sẽ nói gì đây khi quý vị vào xe và thấy ngài ngồi đó cười khúc khích, cười chúng tôi. Ngài vào xe bằng cách nào? Có phải xe không khóa lại lúc ban đầu không? Không, xe đã khóa lại. Ngài đã vào trong xe theo cách của ngài. Và quý vị biết đấy, những câu chuyện như thế, bây giờ có một số đệ tử không muốn kể bất cứ chuyện gì phi thường về sư phụ. Họ không muốn kể về những thần thông của sư phụ. Nhưng đối với tôi thì không có cách nào quý vị có thể nói về sư phụ mà không nói đến chuyện đó. Chẳng phải chúng tôi muốn làm cho ngài thành một cái gì khác hơn với chính bản thân ngài. Ngài là như thế đó. Ngài đã không muốn chờ đợi nên ngài đã tự chuyển mình vào trong xe. Còn chúng tôi thì phải mở cửa xe mới vào trong xe được. Và khi sư cô vào trong xe, sư cô có hỏi sư phụ là đã vào xe bằng cách nào không? Ngài chỉ cười và hỏi, tại sao các người chậm trễ như vậy? Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.